Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng với lại quý vị cách để swap các token trên sàn Dodo Exchange. Và ở đây, tôi sử dụng cái ví Sapphire. Quý vị ai chưa biết cài đặt cái ví Sapphire trên điện thoại smartphone thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Ok, quý vị có thể sử dụng cái ví chớt, nó cũng tương tự như thế này. Quý vị hãy vào cái trình duyệt DApp. Rồi, thì cái Dodo, cái sàn Dodo nó đã được tích hợp vào cái trình DApp của ví chớt và cái ví Sapphire. Đó, quý vị tìm đến cái biểu tượng Dodo này, BSC này. Ở đây tôi sử dụng mạng lưới BSC BEP20. Và quý vị phải có BNB để làm phí giao dịch. BNB thì quý vị có thể mua từ sàn Binance.com và chuyển về cái ví của quý vị. Đó, thì đây là giao diện swap của cái sàn Dodo Exchange. Ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy chọn một cái token mà quý vị muốn swap. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là cách đi. Đó, ô thứ nhất tôi sẽ chọn là cách. Ô thứ hai tôi sẽ chọn là bách. Tùy quý vị. Có thể quý vị swap USD hoặc USDT, BUSD hay là BNB. Đó, thì quý vị muốn mua cái gì thì quý vị chọn. Và trên ví của quý vị phải chuẩn bị sẵn cái đồng mà quý vị muốn mua, muốn hoán đổi. Đó. Rồi, thì ở cái ô này tôi để là cách. Tức là tôi muốn swap cách ra bách. Ok chưa? Thì tôi sẽ nhập cái số lượng vào cái ô thứ nhất này. Đó. Hoặc quý vị cũng có thể bấm vào cái mắc để chọn tất cả. Đó. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Thì quý vị để ý đến cái biểu tượng nó quay quay đây này. Tức là sàn họ đang update để lấy ra một cái giá tối ưu nhất cho quý vị. Rồi, còn cái biểu tượng cài đặt, quý vị sẽ thấy, quý vị có thể chọn vào. Có thể quý vị giao dịch trên cái sàn này nó hơi chậm một chút thôi, nhưng cái độ trượt giá hoặc là cái giá mà họ đưa ra rất chi là tối ưu, bởi vì họ lựa chọn từ tất cả các sàn cho nên là nó hơi nâu. Đó. Thì trong cái phần cài đặt này, trong những trường hợp mà mạng nó tắc nghẽn quá, quý vị có thể chỉnh cái khả năng trượt giá nó lên 1 hoặc 3%. Đó. Quý vị chờ trong giây lát, tôi sẽ quay lại. Có thể cái app nó hơi chậm. Đó, thì quý vị sẽ thấy đây. Bên dưới này là cái lịch sử mà tôi đã swap này. Đó. Rồi, khi quý vị nhập xong cái số lượng vào cái ô thứ nhất thì sàn nó sẽ cho ra một cái định lượng tương đương ở cái ô thứ hai với cái mã token mà quý vị đã chọn. Đó. Sau đó quý vị chọn vào swap và quý vị xác nhận một lần nữa. Đó, và quý vị chờ. Quý vị có thể chờ từ 10 đến 30 giây. Thì cái token nó sẽ về ví của quý vị. Ok chưa?
Rồi, và quý vị muốn truy xuất hay kiểm tra cái trạng thái giao dịch thì quý vị hãy vào cái trang bscscan.com. Ở đây quý vị chọn mạng lưới BSC, chọn xác nhận. Đó, và quý vị lấy cái địa chỉ ví của quý vị dán vào đây để kiểm tra cái trạng thái giao dịch cũng như là cái chi phí giao dịch. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví. Tôi sẽ copy địa chỉ ví này. Và tôi kiểm tra cái trạng thái giao dịch mà tôi đã giao dịch gần nhất xem là nó bao nhiêu. Nó có tốn không? BSC scan này. bscscan.com. Rồi, tôi sẽ tìm kiếm. Ok, đây thì quý vị sẽ thấy này, cái phí giao dịch này này. Phí giao dịch gần nhất ở cái thời điểm mà tôi đã swap nó là 0.07 USD. Ok chưa? Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo cái đường link mà tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái đường link của tôi thì quý vị sẽ được giảm giá khi quý vị giao dịch trên sàn Binance.com.